Mộc Lam Huy xin chào. Vâng, hôm nay Mộc Lam Huy xin giới thiệu đến quý vị về hai chiếc trang thờ ông Địa với chất liệu gỗ bó đỏ tự nhiên 100%. Đây là hai sản phẩm có kích thước khá là lớn với chiều ngang là 60 và chiều cao là 99 phân cũng như độ sâu là 60 phân. Vâng, thì đây sẽ là mẫu trang thờ ông Địa thích hợp cho những căn phòng khách có diện tích khá là rộng. Để quý vị hãy cùng tham khảo và cùng Mộc Lam Huy chi tiết về hai sản phẩm này nhé. Vâng, thì với kích thước lặp lại với quý vị là 60 và chiều sâu là 60. Thì đây sẽ là một cái mẫu khá là rộng đó, để quý vị chúng ta cùng nhau chia sẻ thông tin. Vâng, đây là mẫu trang thờ ông Địa có hộp đèn. Có hộp đèn và ở bên dưới thì có được đục họa tiết hai con rồng. Và ở giữa thì có được đục cuốn thư. Các chi tiết này thì được Mộc Lam Huy chúng tôi đục CNC và có lọng thủng các cái chi tiết này. Đó, rất là đẹp. Như quý vị có thể để ý ở ngay những cái cuốn thư như vậy thì cũng có được đục hai con rồng. Đó, hai con rồng nhí ở đây. Đó, rất là đẹp. Và đục các cái chi tiết đồng xu. Và giá trị nhất ở trên hai chiếc bàn thờ này đó chính là hai cái cột. Ở đây là hai cái cột rồng và là cột 10. Cột 10 thì chúng ta hãy cứ lấy đường đo đường kính và nhân với 3,14. Vâng, và nó có đường kính là 31 quý vị nhé, có đồng hành là 31. Và như quý vị có thể theo dõi ở đây, hai bên đó là hai cái cột này được tiện tròn và được đục họa tiết hình con rồng. Và con rồng là con rồng cuốn cột, rất là đẹp. Và độ đục chạm rất là sâu, từ bên ngoài cho tới lớp sâu trong cùng thì anh em làm với độ sâu tới 2 phân. Và các cái đường nét đục chạm quý vị thấy rất là đẹp và đặc biệt, rất là sắc nét. Vâng, giá trị nhất ở trên chiếc tủ thờ này đó là cái hai cái cột này. Đó, hai cái cột đặc nguyên khối. Và cái dàn mặt ván quý vị có thể theo dõi. Dàn mặt gỗ thì anh em làm rất là bông vân, rất là đều. Và cũng như dàn hậu. Thông thường ở dàn hậu thì sẽ sử dụng những cái mặt ván nó xoàng hơn. Thế nhưng mà quý vị có thể thấy ở đây là một bộ bàn thờ anh em làm bông cây rất là đều, rất là sạch sẽ. Đó. Và dàn mặt này thì anh em làm với cái độ dày là 1 phân quý vị nhé. Dàn mặt thì có độ dày 1 phân và được anh em cặp thêm một lớp cây nữa dày 2 phân nữa để chúng ta nhìn thấy nó có độ dày và tăng thêm độ cứng cáp. Và ở đây sản phẩm này thì chúng ta có một cái mâm lễ để trong những ngày lễ thì chúng ta có thể kéo ra kéo vô và chúng ta sử dụng. Thì những cái mâm lễ này thì được anh em làm xét đất luôn đó, chính vì thế xét đất luôn thì tới ngày dùng thì chúng ta kéo ra, còn không thì chúng ta cũng đút vô một cách rất là gọn gàng và rất là thoải mái quý vị nhé. Ở đây thì Mộc Lam Huy có chặn một cái đinh ở đây, cho nên hiện giờ đang đút vào nó hơi cấn một chút thì rất mong quý vị thông cảm. Về chi tiết cuối cùng đó là dàn chân. Dàn chân ở đây thì được làm theo kiểu chân đầu lân và kiểu chân hoa lá tây. Đây là một cái mẫu chân mà giống trên cái mẫu ghế Minh Cúc Đào, quý vị hãy để ý. Và dàn vai. Dàn vai thì được đục họa tiết bông sen thì vai độ dày 2 phân. Và các cái chân này thì các cái chân này anh em làm với độ dày là 10 phân. Đó, chân vuông 10 phân rất là đẹp. Và chi tiết ở bên hông, về hai bên hông thì anh em có đục họa tiết bông sen, đấy quý vị thấy nhá, rất là đẹp. Và như quý vị có thể theo dõi cả mặt đằng sau, quý vị có thể theo dõi về mặt sau của sản phẩm hoàn toàn là chất liệu gỗ bó đỏ 100%. Đó, tại Mộc Lam Huy làm thì luôn luôn là những cái sản phẩm mà chất liệu như thế nào thì chúng tôi sẽ công bố cho quý vị đều là như vậy. Mặt đằng sau cũng gỗ đỏ 100% và độ cây thì rất là đều và rất là sạch sẽ. Vâng, thì đây sẽ là một cái mẫu bàn thờ khá là lớn quý vị nhé, khá là lớn vì với diện tích 60 mà cao là tới 1 mét như thế này thì quý vị hãy cân đối cho những phòng khách có diện tích tầm 5 mét tới 6 mét để chúng ta sử dụng nó sẽ phù hợp hơn. Nếu như nhà quý vị có diện tích hẹp hơn thì quý vị hãy lên suy nghĩ về vấn đề có nên sử dụng hay là không. Và xin được báo giá cho quý vị luôn, mức giá của tại Mộc Lam Huy sản xuất ra sản phẩm này có giá là chỉ có 5,5 triệu. Vâng, 5,5 triệu đồng cho một sản phẩm. Và đây là mức giá của Mộc Lam Huy chúng tôi bán ra cho quý vị và cũng sẽ đi kèm với chế độ bảo hành 2 năm và cũng sẽ đi kèm với chính sách chào hàng miễn phí cho quý vị trong phạm vi là 30 cây. Vâng, một lần nữa thì đây là clip Mộc Lam Huy giới thiệu đến quý vị về hai sản phẩm trang thờ ông Địa chất liệu gỗ bó đỏ kích thước 60, cao 1 mét. Quý vị có nhu cầu thì xin liên hệ trực tiếp với Mộc Lam Huy qua số điện thoại ở trên video. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị.